sau khi phát hiện trên núi Pù Mèo, Bản Pục, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, xuất hiện vết nứt lớn kéo dài, chính quyền xã đã khẩn trương di rời 4 hộ dân đến nơi an toàn. Chiều 29 tháng 9, ông Lô Minh Tường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, hiện chính quyền địa phương đang cắt cử người túc trực, theo dõi để có phương án xử lý vết nứt trên núi Pù Mèo, đoạn qua Bản Pục, xã Nậm Giải, được biết, vết nứt trên núi pù Mèo kéo dài khoảng 100m, có điểm miệng vết nứt rộng khoảng 40cm, sâu gần 10m. Trước tình thế này, xã Nậm Giải đã chỉ đạo di rời khẩn cấp 4 hộ dân với 16 nhân khẩu sống dưới chân núi Bù Mèo đến nơi an toàn. Hiện 3 hộ dân được đưa đến nhà văn hóa để ăn ở, riêng một hộ dân di rời đến nhà người thân. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Giải, hiện tại thời tiết trên địa bàn xã có mưa lớn. Qua kiểm tra cho thấy vết nứt núi có dấu hiệu lan rộng và sâu hơn. Cơ quan chức năng hiện đã căng dây và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến để có phương án xử lý kịp thời. Xã đã báo cáo với huyện và đề xuất hai phương án xử lý. Một là cho tháo rỡ toàn bộ nhà của bốn hộ dân đưa đến nơi an toàn. Hai là thuê máy múc để giật cấp múc đất núi bị sạt lở để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, các phương án sẽ phải chờ đến khi tạnh mưa mới có thể thực hiện được. Được biết, bản Pục xã Nậm Giải có 90 hộ dân với 360 nhân khẩu. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, tại hội nghị triển khai các phương án tiếp theo trục vớt cầu Phong Châu và tìm kiếm người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, quân khu 2, các đơn vị tham gia cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã phân tích những khó khăn trong việc khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân và trục vớt cầu còn chưa như mong đợi. Đại tá Phạm Hải Châu, phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng yêu cầu binh chủng các đặc công huy động lực lượng tìm kiếm gồm 20 người, trong đó có 15 người nhái tinh nhuệ nhất sẽ giả soát tổng quan từ chân cầu Phong Châu đến bán kính rộng 10 km, xác định rõ các khu vực nước xoáy, luồng chảy, huy động phương tiện xác định mục tiêu tìm kiếm tỉnh phú thọ cần phối hợp với các đơn vị tham gia xây dựng kế hoạch phương án trục vớt tìm kiếm cụ thể tránh gây bức xúc cho người dân đại tá phạm hải châu cũng lưu ý công tác tìm kiếm cần triển khai thực tế theo kết quả của người nhái lặn tìm kiếm khu vực sập cầu đồng thời tìm kiếm theo địa chỉ thông tin do người dân cung cấp hàng ngày phải có thông tin công khai về tiến độ triển khai Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ chủ trì hiệp đồng với các lực lượng làm nhiệm vụ như quân chủng hải quân, đặc công, công binh, bảo đảm các điều kiện nơi ăn ở, người phục vụ, phương tiện, trông giữ trang thiết bị tại bến vượt cầu phao. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, xử lý thông tin đảm bảo chính xác, chính thống, thống nhất. Đại tá Phạm Hải Châu khẳng định lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ tối đa cho tỉnh Phú Thọ nhằm sớm tìm kiếm số nạn nhân mất tích còn lại và trục vớt nhịp cầu bị sập. Thưa quý vị, chiều 29 tháng 9, thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong hai trẻ ở máy ấm gia đình, trong hai trẻ từng ở máy ấm Hoa Hồng, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, có một bé trai 3 tháng tuổi bị viêm phổi nặng, sau 20 ngày nhập viện, dù được điều trị tích cực nhưng bé đã không may mắn qua đời. Nguyên nhân ban đầu được bệnh viện cho biết do bé bị viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan và không đáp ứng điều trị. Bé này cũng đã nhiễm bệnh sởi trước đó. Tuy nhiên 3 ngày trước khi qua đời, bé đã được điều trị khỏi bệnh sởi. Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang viết báo cáo về ca tử vong gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng báo cáo với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh về trường hợp này do bệnh nhi cũng mắc bệnh sởi trước đó và hiện thành phố đang có dịch sởi trước đó chiều 4 tháng 9 lực lượng chức năng thuộc nhiều đơn vị phối hợp đưa 85 trẻ từ máy ấm hoa hồng trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đến ba cơ sở bảo trợ xã hội công lập. Sau đó theo bệnh viện Nhi Đồng 2 có hai bé được một cơ sở bảo trợ xã hội từ quận Gò Vấp đưa đến điều trị tại bệnh viện vì viêm hô hấp, trong đó một bé đã xuất viện và một bé đã tử vong như thông tin nêu trên. Thưa quý vị, miền Bắc dự báo mùa đông năm nay sẽ rét hơn với những đợt không khí lạnh xuất hiện sớm, tần suất các đợt không khí lạnh sẽ gia tăng vào tháng 10. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh đầu tiên đã xuất hiện ngay trong tháng 9. Hà Nội đã ghi nhận số ngày mưa trong tháng 9 nhiều hơn ngày nắng, với 21 trên 28 ngày có mưa. Có ngày ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong ngày đã xuống 22,7 độ C. Do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, mùa đông năm nay dự báo sẽ khắc nghiệt hơn. Đợt La Nina điển hình là đợt rét đậm, rét hại kéo dài lên tới 38 ngày vào tháng 1 và tháng 2 năm 2008, được xem là dài nhất trong lịch sử nước ta. Thời tiết trong tháng 10 sẽ có thêm 1 đến 2 đợt không khí lạnh nữa. Thủ đô Hà Nội sẽ có những ngày chỉ còn 20 độ C, vùng núi có thể xuống dưới 15 độ C. Nhiệt độ tháng 10 năm nay sẽ thấp hơn so với năm ngoái, đồng thời mùa đông năm nay sẽ kéo dài và rét hơn trong bối cảnh thời tiết đang thay đổi rõ rệt. Thưa quý vị, theo dự báo từ nay đến đêm 30 tháng 9, ở miền Bắc và Thanh Hóa mưa lớn với tổng lượng mưa có nơi trên 200 mm để chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, đề nghị 26 tỉnh thành ứng phó. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ khoảng chiều tối ngày 29 đến ngày 30 tháng 9, ở miền Bắc và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giải rác có rồng. Nơi mưa to rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 tới 100 mm, có nơi trên 200 mm. Ngoài ra, thì trong ngày 29 tháng 9, ở khu vực vùng núi và trung du miền Bắc, có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, cảnh báo cấp độ 1. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét xa lở đất ngập lụt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Bắc và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ và cảnh báo đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại chủ động di rời sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Nhiều chủ tàu du lịch ở Hạ Long, Quảng Ninh đang gặp khó về việc không thuê được đơn vị trục vớt những chiếc tàu du lịch này bị đắm trong đợt cơn bão số 3 đổ bộ. Tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, vẫn còn rất nhiều tàu du lịch bị đắm trong cơn bão số 3 vẫn chưa thể trục vớt. Tại đây, vào thời điểm thủy chiều lên, nhiều chiếc tàu gần như bị chìm hoàn toàn. Thủy chiều rút, tàu vẫn dầm mình trong nước mặn trên bờ, lều tạm được che bằng bạt, được dựng lên để các chủ tàu nhân viên ở lại trông coi ngày đêm. Các chủ tàu tại đây cho biết, muốn tìm thêm được nhiều đơn vị nhận trục vớt tàu chìm để nhanh chóng đưa đi sửa chữa. Theo một chủ tàu, đội tàu của ông thì có 4 chiếc bị đắm trong thời điểm bão số 3 đổ bộ. Tính cho đến nay là hơn 20 ngày, số tàu này vẫn chưa được trục vớt. Lý do chậm trễ là có rất ít đơn vị nhận trục vớt tàu chìm, tàu đắm. Hơn thế nữa, số tàu thiệt hại tại Hạ Long quá nhiều nên muốn trục vớt phải đợi xếp hàng tới lượt. Phí trục vớt mỗi tàu du lịch từ 50 đến 80 triệu đồng. Ngoài ra còn phải bao chi phí ăn ở mỗi ngày cho thợ làm việc. Tuần qua, trước thực trạng vàng thế giới tiếp tục xác lập kỷ lục mới, trong khi giá bán ra đối với sản phẩm vàng nhẫn ngày càng tiệm cận vàng miếng SJC, nhiều hãng vàng trong nước đã sớm nâng giá thu mua vàng nhẫn vượt xa. Tại Việt Nam, dù giá vàng miếng SJC niêm yết tại các tổ chức bất động, Vàng nhẫn vẫn tăng mạnh, giá bán ra đối với sản phẩm vàng nhẫn ngày càng tiệm cận vàng miếng SGC. Còn ở chiều mua vào, nhiều hãng vàng đã sớm nâng giá thu mua vàng nhẫn vượt xa. Tại công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn, vàng miếng SGC tiếp tục đi ngang ở mức 81,5 triệu đồng một lượng mua vào và 83,5 triệu 83 triệu đồng một lượng bán ra. Hãng vàng này thu mua vàng nhẫn ở mức 81,5 triệu đồng một lượng, ngang ngừa giá mua vào đối với vàng miếng SGC, trong khi bán ra tại mức 83 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, ở nhiều hãng vàng khác, tranh lệch mua bán đã thu hẹp đáng kể. Tại Doji, si, giá vàng nhẫn được công bố ở mức 82,75 triệu đồng một lượng mua vào và 83,45 triệu đồng một lượng bán ra.